Chào mừng các bạn quay lại đến với Swap Play phiên bản 1.2. Thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục từ màn 3 đến màn 5. Thank you.
Yeah.
Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc bài dạy tới đây. Nếu ai nào thích video thì đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.